từ đó hàng đêm, mỗi khi trời mưa to, người ta thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc, rồi bóng một người phụ nữ mặc áo trắng, xõa tóc, cầm một ngọn đèn màu xanh đi khắp nơi tìm con. Hãy trả lại con cho ta, trả lại con cho ta. Hãy thôi đi, muộn rồi, các cậu hãy trật tự đi. Tưởng cậu ngủ rồi, cứ lầm rầm thế ai mà ngủ cho được. Hôm nay là Halloween, không tổ chức được tiệc nên bọn này thi kể chuyện ma cho có không khí. Cậu cứ tham gia đi, ai nhất sẽ được miễn trực phòng một tuần, còn chữa được bệnh to tim nữa đấy. Tôi không sợ ma, chẳng qua mai còn phải lên lớp. Được rồi, từ nãy đến giờ mình kể câu chuyện nào cậu cũng run như cầy sấy nhỉ. Có kể tiếp cũng bất phần thắng bại, thôi đi ngủ vậy. Các cậu cố tình trêu tôi, bọn này chỉ muốn trị bệnh tim to cho cậu thôi, tiện thể lấy đó làm thước đo. À không, ban giám khảo cho công bằng luôn. Tôi chết, quên chưa cất quần áo. Này, đi lấy quần áo cùng với tớ đi. Người ta đang ngủ. Sao lại có tiếng như trẻ con khóc? Ai chẳng có một thứ để sợ. Nó cũng giống như cảm xúc của con người, buồn vui yêu ghét, làm sao mà khống chế được. Tức là các cậu không giao giảng cũng không cười bọn tôi. Không ai có chứng cứ khẳng định hay phủ nhận sự tồn tại của thế giới tâm linh. Nhưng cho dù là có, nếu chúng ta sống ngay thẳng, bọn họ cũng sẽ không làm hại đâu. Thật á? Nếu không chẳng phải tất cả đều bị ám rồi sao? Nhưng mà tôi vẫn sợ. Tôi đã nói đó là quyền tự do của mỗi người. Tuy nhiên các cậu cũng đừng vì những lời đồn đó mà để mình phải khổ. Nhưng vẫn thấy tức lắm. Hạnh và Nga đâu như cậu, cứ đem chuyện đó ra mà giễu mãi. Đến tôi mà bọn họ cũng không tha. Họ bắt tôi năn nỉ gãy lưỡi mới chịu trực hộ đấy. Vậy cậu có muốn cùng bọn này trả đũa không? Công nhận vụ này ác liệt thật. Giả sử tôi mà bị dọa chắc cũng rụng tim luôn. Đang mùa Halloween, phố hàng mã bán đầy mà. Còn cậu, liệu chiêu này có hiệu nghiệm không? Yên tâm, hồi nhỏ tôi bị dọa bằng những cái này suốt mà. Thêm cái này yểm trợ nhá. Sao lại dùng hương muối? Dùng hương thường, nhỡ nó hiện lên thật thì sao? Có lý. Chắc không ai ngờ ba đứa tim to nhất lớp lại dám đi dọa ma người khác đâu nhở. Có gì lạ đâu, tôi cực mê phim ma, nhưng cứ đến đoạn kinh dị là phải nhắm mắt quay mặt. Còn tôi không dám ngủ riêng mà phải bật đèn. Đến rồi. Trời tối quá nhờ. Vào mùa khô rồi, phải tiết kiệm điện. Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, nhất là về đêm. Lớp trực ký túc xá sướng thật, ca đầu được nghỉ, chỉ phải trực xong 12 giờ đêm thôi. Còn bọn mình, chăn ấm đệm êm ngay cạnh mà không được về, thật trớ trêu. Không một bóng hồng. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về bốt chờ đổi ca thôi. Yeah!
Bọn tôi lượn thật đấy nhá. Muốn dọa dẫm gì thì ra nhanh đi. Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Hình như mùi hương. Chắc là ai đốt hương mũi. Nhưng mẹ có thấy đâu. Nhanh ra đuổi ca rồi về ngủ đi. Để ý làm gì. Đi. Gì thế? À, không có gì. Chắc tôi nhầm. Chỉ là gió mùa thôi phải không? Ừ, chắc thế. Nhưng tôi có cảm giác có cái gì ở sau lưng. Tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng lúc nãy bọn mình kiểm tra hết rồi mà. Làm gì có ai. Có ma. Vớ vẩn. Cái đấy chỉ dành cho người yếu bóng vía thôi. Thời đại này là thời đại nào rồi. Làm gì có ma. Sao cậu bảo nó không sợ cơ mà. Đó là khi tôi nghĩ nó không có thật thôi. Còn bây giờ thì chạy. Tưởng các cậu không tin chuyện ma cỏ bao giờ. Yeah. Sao cậu cũng hùa vào với bọn họ. Ai bảo các cậu hay dọa ma chúng tôi. Dĩ nhiên bọn này phải chứng minh. Hội tim to, chỉ sợ ma thôi, không sợ người. Cả Hà cũng tham gia vụ này. Tôi xin lỗi vì đã dọa ma hai người. Nhưng tôi chỉ muốn các cậu hiểu rằng chúng ta nên thông cảm với nỗi sợ của bạn bè, chứ đừng nên chế giễu. Bọn tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Tôi biết. Các cậu không những không giúp cho bọn tôi đỡ sợ, lại còn lấy chuyện đó ra giễu cợt bọn tôi nữa. Không làm thế này, các cậu đâu hiểu được nỗi khổ của bọn tôi. Bọn tôi hiểu rồi. Bọn tôi xin lỗi. Nhưng ai nghĩ ra kịch bản này? Sao? Định báo thù à? Không. Là đã dọa được bọn tôi. Các cậu khá lắm. Lại còn lôi kéo được các cậu ấy tham gia vào vụ này nữa. Tôi phải nhìn lại đấy. Hòa nhá. Chỉ vụ này thôi đấy. Tất nhiên. Cảm ơn Hà nhé. Tôi cũng muốn mọi người hiểu nhau hơn. Vì chúng ta là đồng chí, đồng đội mà. Đúng là can cô có khác. Đừng hòng bọn tôi chơi với tập đoàn hai lúa này. Đội quân công cớ này. Đại công cáo thành. Chuyện tôi mà đã ra tay thì gạo say ra cám. Bọn tôi đi ngủ đây, tí nữa còn đi trực. Cất cái xào đã. Các cậu đi đâu về đấy? Cậu chưa ngủ à? Bọn tôi vừa đi dọa ma tụi cái Hạnh và Nga. Sao lại có cả nó? Thì cậu không giúp nên bọn tôi phải nhớ Thương và Hà. Tôi đã bảo rồi, các cậu đừng có dây vào chúng nó cơ mà. Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho bọn tôi? Vì cậu mà lâu nay bọn tôi có ác cảm với các cậu ấy. Nhưng thật ra họ cũng đâu đến nỗi. Ít ra khi bọn này bị nhạo báng cũng có người lên tiếng bênh vực giúp đỡ. Đừng áp đặt yêu ghét của cậu lên bọn này. Sang giường tớ đi.